touch that. Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình mà mình là YouTube Em Hero này. Và hôm nay chủ đề về clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài replay rất là hay đến từ Pompeo Deck của một fan trung thành của Pompeo. Và mình có check ở trên website thì không nhiều người có thể sử dụng deck của Pompeo một cách hiệu quả và có thể đạt được 20 win. Và có một bạn này sử dụng deck của Pompeo này cực kỳ hay và chỉ thua đúng một trận giải đấu là 20 win. Có chỉ thua đúng một trận thôi. Các bạn có thể check lịch sử cho anh đấu của bên dưới phần mô tả, mình sẽ chèn bên phần bên dưới mô tả để cho các bạn check nếu các bạn không tin. Và mình có thêm một bài thông báo nhỏ nhỏ, đó là trong thời gian sắp tới nếu có những clip, vì trong thời gian này thì mình nhận từ lúc mà mình làm kênh đến giây giờ thì mình rất nhận được rất nhiều comment kiểu này. Tức là mình khi mà mình làm chỉ chia sẻ các replay hay thôi, nhưng mà mình không thể chia nói chuyện, mình không chia sẻ các quan điểm của mình ở trong video thì rất là nhàm chán. Vì vậy là mình trong thời gian sắp tới thì mình sẽ làm những clip kiểu như thế này. Tức là có những trận đấu hay, có những pha xử lý cực kỳ xuất thần của các top ladder và meta, bình luận theo meta, thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ chăm chút hơn cho video của mình. Mình sẽ đưa mình vào trong đấy, đưa ra những quan điểm, đưa ra những bình luận. Và từ đó được các bạn có thể rút ra được kinh nghiệm cho mình trong khi các bạn đấu trường ladder hay là các giải đấu. Và để làm được nhiều như vậy thì mình sẽ trong thời gian tới mình sẽ cố gắng mua một cái gimbal Smooth 4, là một cái để chống rung, quay video và chống rung rất hiệu quả. Và trong thời gian tới chắc chắn là mình sẽ mua sớm thôi. Và tại vì là không, công việc của mình không phải là một YouTuber chuyên nghiệp, mình không dành thời gian cho YouTube 100%, mình có công việc bên ngoài nữa, vì vậy là thời gian của mình ở bên ngoài thì rất khá là bận, nên là mình nhiều khi là có những clip là mình không thể chèn được hình ảnh của mình, không chèn được cái quay âm thanh của mình nữa, quay mình vào bên trong video, mình chỉ share replay giống như bình thường thôi. Nhưng mà có những clip âm đắc thì mình sẽ làm như vậy, sẽ có hình ảnh của mình vào trong đấy. Thì như vậy thì các bạn sẽ xem sẽ có đỡ bị nhàm chán và sẽ hiệu quả hơn. Và trong thời gian sắp tới thì mình có khá nhiều dự định và rất mong mọi người ủng hộ mình. Và cảm ơn các bạn một lần nữa trong suốt thời gian vừa qua, từ những ngày đầu mình làm kênh YouTube mình bây giờ là được hơn 30.000 sub rồi. Mình có những thành công khá nhất định. Và mình sẽ cố gắng là phải phát triển kênh một cách tốt hơn và sẽ chỉnh chu hơn, tạo ra những clip hay hơn để ủng hộ tất cả mọi người. Ok, và bây giờ let's go, chúng ta sẽ cùng ngày hôm nay thì chúng ta vẫn xem bình thường với những replay thôi, không có bình luận của mình tại vì hôm nay mình khá là bận. Ok, và see you vào ngày mai. Nếu mà mình rảnh thì mình chắc chắn là mình sẽ đánh 20 win và mình sẽ cố gắng là sẽ try hard. Ok, let's go. Bye.
Thank you.
Oh,